Thưa quý vị, dịch bệnh khiến cho du lịch đóng băng, các trung tâm vui chơi giải trí, rạp chiếu phim cũng ngừng hoạt động. Chính vì vậy mà phim truyền hình do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất càng thực sự là món ăn tinh thần với nhiều khán giả. Khán giả ủng hộ phim Việt và dõi theo từng diễn biến của mỗi tập phim. Đằng sau đó là những nỗ lực vượt khó của những đoàn làm phim phải sản xuất phim trong bối cảnh giãn cách xã hội và để khung giờ vàng chiếu phim truyền hình của Việt Nam luôn có những bộ phim hấp dẫn. Để chuẩn bị cho một bối cảnh quay tại ngoại thành Hà Nội, hơn 50 thành viên của đoàn làm phim Hương vị tình thân phải xét nghiệm COVID 18 giờ trốn trước. Kết quả xét nghiệm có ngay trong đêm để kịp cho buổi ghi hình ngày mai. Cái việc test COVID trong thời điểm hiện tại là hết sức cần thiết, bởi vì là khi mà mình có được test rồi thì bản thân cá nhân mình cũng như là tất cả mọi người trong thành phần đoàn sẽ yên tâm hơn. Rút gọn thành phần đoàn phim, lựa chọn bối cảnh quay vắng vẻ để đảm bảo giãn cách, việc sản xuất phim thời dịch gặp nhiều khó khăn. Nó hạn chế cái việc di chuyển này, nó hạn chế về cái tụ tập đông người. Ví dụ đoàn phim chúng tôi có khoảng 70-80 con người, nhưng khi có dịch thì chúng tôi sẽ phải lược giảm về nhân sự. Anh chị em cũng cố gắng là giữ một cái khoảng cách nhất định để đảm bảo an toàn cho bản thân mình nhất này. Mỗi khi mà mình không thoại hay là không diễn thì tất cả mọi người đều phải đeo khẩu trang. Ngày mai bình yên, phim truyền hình mới lên sóng của VTV lấy bối cảnh toàn xã hội gặp nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Những cảnh quay của phim được tận dụng ngay tại đài. Trải qua một năm rưỡi dịch bệnh bùng phát, hơn 700 tập phim của gần 20 bộ phim được lên sóng liên tục, chưa bao giờ gián đoạn. Với khán giả, phim truyền hình gây ấn tượng bằng hàng loạt tác phẩm có chất lượng. Phim truyền hình Việt Nam đều khai thác những đề tài đa dạng và gần gũi với cuộc sống, cho nên cả gia đình tôi đều mong chờ cho đến khung giờ chiếu phim theo dõi và thưởng thức. Những cái bộ phim của chúng tôi cũng là một cái cách để chúng tôi chia sẻ đối với lại khán giả những cái vướng mắc, những cái khó khăn cũng như là động viên để cho mọi người có được cái tinh thần để vượt qua cái khó khăn trong dịch bệnh. Cứ lúc nào về nhà đi con, hồ sơ cá sấu, hướng dương ngược nắng, cô gái nhà người ta, những bộ phim truyền hình đứng vững trong lòng khán giả. Trong điều kiện dịch bệnh, hơn lúc nào hết, các nghệ sĩ rất cần sự ủng hộ, chia sẻ của chính quyền, người dân địa phương để tiếp tục cho ra đời những món ăn tinh thần bổ ích, phục vụ khán giả cả nước. Và những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.